hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi hơn, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa của cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong năm 2014, Thanh tra ngành khoa và công nghệ đã tiếp nhận và xử lý 113 vụ vi phạm về sở hữu công nghiệp. Trong 64 cuộc thanh tra, lực lượng thanh tra đã xử lý vi phạm hành chính 42 cơ sở với số tiền phạt hàng tỷ đồng. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, thanh tra đột xuất tại 83 doanh nghiệp, phát hiện và xử lý 78 doanh nghiệp với số tiền gần 2 tỷ đồng vi phạm về bản quyền phần mềm. Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an phát hiện gần 700 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả. Việc xử lý hành vi xâm phạm quyền vừa qua là chúng ta đẩy mạnh lên. Nhưng mà rõ ràng là cái hành vi xâm phạm thì ngày càng sẽ tinh vi và nó sẽ đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều. Thì trước đây những cái hành vi xâm phạm rất là phổ biến và rất thông dụng, nhìn thấy biết ngay. Nhưng bây giờ thì ra cái cơ quan chuyên môn cũng phải đánh giá với nhau rất là khó. Ví dụ là nghiêm ngặt làm sở hữu liên quan đến nhãn hiệu là cái dễ đánh giá nhất. Nhưng mà cái việc mà đánh giá của các cơ quan chuyên môn cũng nhiều khi cũng phải cơ quan này cho là xâm phạm, cơ quan khác cũng chưa cho là xâm phạm. Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp và nhà quản lý đã cùng trao đổi về những giải pháp để tăng cường hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh mới, như việc tăng cường sự phối hợp và thống nhất trong việc xử lý vi phạm, các hình thức xử lý cần có tính răn đe hơn nữa. Các đại biểu cũng nhận định các doanh nghiệp chủ sở hữu trí tuệ cũng cần tăng cường năng lực trong việc phát hiện, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xử lý và ngăn chặn các vi phạm.